Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tiêu chuẩn hóa, nâng hạng, duy trì xếp hạng 51 sản phẩm tham gia OCOP. Trong đó phấn đấu có 21 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 5 sao, nâng cấp 8 mô hình du lịch cộng đồng đạt từ 4 đến 5 sao và tiếp tục phát triển 2 mô hình nông trại gồm mô hình du lịch trại trồng cam, mô hình du lịch nông trại ổi đạt từ 3 đến 4 sao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực quản lý, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình OCOP tỉnh, vận dụng các cơ chế, chính sách, nguồn lực lồng ghép các chương trình, dự án ưu tiên hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, để mạnh công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP.